Châu Bao Phi. Chào đến quý vị và các bạn nha. Cũng chúc quý vị và các bạn một ngày mới có nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang có ở tại cây kiển của anh Châu. Nay anh cũng có mấy cây mai tàn với mấy cây phôi mai cũng muốn giao lưu gửi đến quý vị các bạn gần xa. Đây để mình quay trở về những cây mai tàn. Mai tàn tôi quý đều có luôn nha quý vị. Đây là những cây mai tàn. Giờ mình sẽ vô quay mấy cây phôi trước quý vị. Đây những cây mai tàn. Mai tàn cũng khủng lên nha quý vị. Quành lớn không à. Rồi em chào anh Châu. Chào bố mi. Chào các anh em. Đây có mấy cây phôi mai với mấy cây mai tàn. Em cho lưu lại nè em. Lại có cây mai chứng thủy nha nè, có cây à. Hôm qua trước này là cây xưa thì giá cây số 1 bây giờ trên em cho luôn nha. Em đó giọt mới bán ở trên này cho em cũng không có làm nói gì mấy. Này đâu cục cục hết luôn ha. Quỳnh nó là 36 nha anh em. Ha, quỳnh 36. Đó chứ này bao nhiêu? Chứ đây là 45 nha anh em. Cũ 45. Cái em làm mát này nè em ơi. À, cái này cái mấy nu. Đây, đây cái nu nè, nu da xanh. Cái nu da xanh nha anh em. Ồ, giống như chú bò vậy ha. Mấy chú thủy nha. Cái này cái luôn anh em, 1.5 nha anh em. Có cây màu à. Rồi, cây số 1 đầu tiên, cây mai nu chú thủy quý vị, 1.5 triệu. Rồi, có cây. Rồi, chuyển cây luôn. Bắt đầu số 2 số 3 vàng nha anh em. À, trời chứng mưa quá. Quần 21 đến 20 nghe anh em. Cao là 65. Cái này nó nu nghe anh em. Có vàng mã nu 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 nè anh em. Cái này có giá cho anh em là 500.000 anh em. Rồi cây số 2 có giá 500 luôn quý vị. Xuống cây. Cây số 3. Ở chiều cao trước luôn anh Châu. Không quan cây luôn. 59 anh em ơi. Rồi hoành thân. 22. 400.000 anh em ơi. Rồi cây số 3 có giá 400 luôn quý vị. Về quý vị nào mới biết chơi mua về chơi ghép thoải mái luôn. Cây số 4 cây sùng nè. Cây số 4 cây sùng. Sùng trái. Vừa trái mà vừa nu luôn. 91 anh em ơi. 27 anh em nè, xù nè em, xù cốc nè, xù chải nè, nè cục cục nu nu nè, xù nè anh em, xù dữ lên nè anh em nè. Đây là nguyên bạch luôn nè anh em nha, nguyên bạch luôn nè, bên đây có nguyên bạch luôn nè, nguyên bạch xuống luôn cây hết luôn nè, 100% luôn anh em à. Bên đây cũng xù hết rồi nè. Cái này có giá cho anh em là 1.5 triệu nha anh em. 1.5 triệu thôi. Rồi cây số 4 mấy xù, số 4 mấy xù mà giá 1.5 triệu quá vậy, quá hợp lý luôn, quá rẻ. Rất là hiếm mấy cái cây mai sù nhau quý vị. Mai sù muốn kiếm là cũng nói chung là cũng hơi hiếm á. Mà giá cả thì hợp lý. Cây số 5. Giá cao là 77 anh em. Hoành thân là 31 nha anh em. Cái này dành vậy là chắc không có bị hư gì đó nha anh em. Tại vì nó vậy thôi nha, chứ không có gì hết nha, mà sống mạnh nha. Bao sống luôn. Còn đây là nó u lên này nó nứt thôi. Chứ bình thường nha anh em. Đây. Rồi tới đây thì nó có một lỗ đây.
nhưng mà nó đã ái nè, giờ dùm chút kia đục vô cái keo thôi, thời gian liền ra lại. Cái này nó quái nghe anh em, cái này có giá cho anh em là 1.300.000 nghe anh em. Rồi cây số 5 giá 1.300.000 luôn quý vị, 1.300.000. Sao sống bao ship toàn quốc. Cây số 6 anh em ơi, cao là 87 nghe anh em. Một thân đây là 27. Bộ đế đẹp nghe anh em. Bộ đế quái lực nghe anh em. Nó rách tụi cũng muốn xù hết rồi nghe anh em. Chảy rồi nghe anh em nè. Đây một bọt nè anh em. Nha. Đang chảy xù. Cái này có giá cho anh em là 2.500.000 nghe anh em. Rồi xuống cây luôn anh. Số 6. Cái này nặng quá phải phụ ảnh kiện lên luôn quý vị. Cái này là cái quái nghe anh em. Cái này là cái sông Long nha. Này không biết gì á, dán gì. Dán quái. Quạnh nó là 42 nghe anh em. Ha, 42. Cái này cái lúc trước thì nó cao lên. Nên em thấy nó không để em cắt lại cho anh hai con rồng nè anh em. Hai con rồng xuống nè, hai cái sừng. Đây. Cái chiều cao con rồng ở đây nha. 1m17. Bên đây là 1m24. Cổ đế này không khảo, cổ đế nè. Đế rất đẹp. À, tôi đẩy nguyên một cổ đế xuống nè. Mà không có môi nữa nghe anh em. Tại vì bầu rất sâu nghe anh em. Rất sâu. À, tại vì cây này nè, mà không có môi sâu. Nè, còn xuống nè. Đế ra nè anh em. Cái này giống quái nghe anh em. Từ xa vòng hang rồng rồi. Đó, dành cho cái đẹp nè. Này sóc lông nghe anh em, hai con rồng xuống nghe anh em, đụ xuống nè. Này giống cái giống cái con râu đó nghe anh em nha. Cái này có giá cho em là 6.000.000 nghe anh em. Cái này là cây số 7. Rồi cây số 7 có giá 6.000.000 luôn quý vị. Rồi cây số 7 giá 6.000.000 nghe anh em. Rồi mình mai phôi cho tới đây thôi, mình tới cái mai tàn nghe anh em. Mình có mấy cái tàn. Rồi bây giờ mời quý vị ra xem chi tiết mấy cây mai tàn nha quý vị. 7 phôi là số 8 đây. Cái này cũng là phôi đây, số 8. Cái này cũng là cái phôi nghe anh em. 2.5 anh em ơi. Chiều cao 2.5 nha. Em đo dòng trên đây nha anh em. Trên đây là nó 46 nha anh em nha. 46 nha. 246. Dòng cũ ra, hai dòng cũ cho anh em tham khảo luôn. Dòng cũ là 48. Ổ đế khá nha anh em. Đơm xuống, tại vì em không có môi. Cái cây này là em bao dạ. Cây này là em bao 200 km này nghe anh em. Cái này là ship đi xa không có được. 200 km à. Cái này em cho luôn nữa là 6.000.000 đồng. Đó, cây là cây mai tài thì số 8 á, 6.000.000 là bao chỉ là 200 km này nghe anh em. Rồi cây số 8 và cây số 9 bắt đầu chín mai tài anh em ơi. Tiếp rồi mày vô đi em ơi. Cao cái này là khoảng 2.5 nghe anh em, cái chín nha mới tàn nha.
Cái này là 42 nha anh em. Cụ đế cái gai. Cụ đế là 549 anh em ha. Có đại cục cân cao luôn nha anh em. Cao là 37 nha. Thoát thân từ dưới đây lên tới đây à, cái nạn ra là 55. Nó có hai tay, anh em là về bước cho một một cốt thì anh cắt cái này. Chứ anh em nấu cho một cốt á thì anh em cắt ngang đây nha. Tại vì mình muốn để anh em chơi chơi. Cắt ngang đây, anh em chia cạnh vẫn đủ nè. Đó, anh em muốn cho một cốt một cắt ngang đây. Chơi này á, bộ đế rất khá. Em học cái môi vậy chưa, đế đẹp lắm em, rồi đế cho anh em coi. Cái này như luôn nên là 7 triệu nha anh em. Cũng bao 200 km. Cái cây số 10. Cái này một cốt giót ngọn. Em đo dòng dưới này là nó 34 nha anh em ha. Em đo ở trên cho anh em coi. Ở trên nó 28 tính 57 cũng được. Một đế khá anh em. Mà cái này một cốt giót ngọn anh em. Cũng 2.5 m 3 mét nha anh em. Cái này không 3 mét ngoài anh em ơi. Cái này là có giá cho anh em 5 triệu nha anh em. 5 triệu 300 km. Bộ đế rất đẹp nha anh em. Điều hết 24 giờ nha anh em. Cái số đó là cái số 9-10 ha. Cái này là cái số 11 nha anh em. Mười một. Cái này sùi giá cốc rồi nha anh em nha. 43 nha anh em. Bộ đế chuẩn nha anh em. Bộ đế 24 giờ chuẩn. Cao khoảng 3 mét mấy nha anh em. 3 mét 4 mét luôn nha anh em. Thoát thân từ dưới đây là 70 nha anh em. Có thể là 70. Đầu nó ra tay cạnh. Cái này cũng bao đem 200 km. Cái này có giá cho này là 8 triệu nha anh em. 8 triệu đồng. Rồi tới cây 8 nè. Cây 10. Cây này cây 11 nè. Cây này cây 12 nha anh em. Cây số 12 nha. Cây tàn dù nha anh em. Thuốc lá rồi. Mà tôi chưa kịp nắng nắng. Cái này là 47 nha anh em. Tôi 46 ha. Nè. Em nói dòng chơi cái nữa. Dùng chơi là 46 nha. Đây. Dùng cũ. Dùng cũ tới 52 ha. Nè thoát thân luôn, một cốt lên luôn. Thằng dù nha anh em. Cái này có giá cho anh em là 6 triệu. Rồi 100 km. Nếu anh em nào có 1, 2, 3, 4 cái mai tàn này mà mua một lượt á, một chỗ á, giao hiệp tính bớt lại cho anh em ha. Còn em có 4 cái tàn thành phẩm cũng muốn giao lưu anh em luôn. Có được thì anh em mua mình bán giá anh em mình luôn. Nè cái cây này 13 nha anh em. Bắt là 4 cái tàn thành phẩm nha. Này thành phẩm rồi nha anh em. 38 nha anh em. Có đế cái này thì nó thường. Đi cạnh nó là điều hết nha. Rồi rồi rồi. Chỉ cần hai điều hết rồi, nó khoảng 2 mét, 2.5 mét anh em ơi. Có 2.5 mét anh em. Số 13 nha. Dạ, vừa dạ. 6 triệu. Thì số 13 có giá 6 triệu quý vị. Số 14 anh em. 41 nha. Chi cành non mới được 5 năm mấy à. Cái này 4 triệu. Được không? Ừ. Ba mươi sáu nha anh em.
cái này cũng 6 triệu. Chi cành nhạo bẻ đều hết nha anh em. Quay chi cực nhạo anh em. Có 2 bánh rưỡi anh em ơi. Anh kêu con mấy clip trước thì mình đã giao lưu rồi đó. Cũng 6 triệu luôn. Rồi 10 14 15. Đây cái 16 anh em ơi. Đây là cái 16 nha anh em. Quay clip này nữa mà anh em mà không mua được cái mình trồng luôn à. Quay 2 3 clip rồi quê quá rồi. 43 nha anh em, tôi 42 đi. Rồi. Cao cũng 2m2. Đó là cái 4 cây thành phẩm rồi đó. Anh em này có thấy cây này cũng 6 triệu, 3 cây 6 triệu là 18 triệu. Với cây kia 4 triệu là 22 triệu. Nếu anh em là hợp nhãn á, lấy một chỗ bột có thể mình bán 17 triệu. Ha là 4 cây. Anh em được anh em liên hệ mình. Là mình giao anh em tới chỗ 200 km. Rồi cảm ơn anh em ủng hộ nha. Cảm ơn anh nhiều.